văn bản nhận giải nhất nhân tài đất Việt 2019. Tối 15 tháng 11, lễ trao giải nhân tài đất Việt 2019 đã được diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội. Lễ trao giải năm nay ghi dấu ấn 15 năm lịch sử của giải thưởng nhân tài đất Việt. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thư chúc mừng, Thủ tướng gửi lãng hoa chúc mừng. Phần mềm tự động chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt sang văn bản, gọi tắt là Origin STT. Origin STT là phần mềm hỗ trợ chuyển từ giọng nói thành văn bản và gỡ băng với độ chính xác trung bình lên tới 93,6%, được đánh giá cao ở tính chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng cách xa, khoảng cách 2m cho độ chính xác lên đến 98%, và từ 3 đến 5m độ chính xác còn 95%. Origin còn có thể nhận dạng giọng nói ở cả không ba miền Bắc, Trung, Nam, có khả năng nhận dạng khoảng 7 từ tiếng Việt. Origin STT thực sự là phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, công sức tối đa.